trời. Đầu tiên tôi sẽ nhìn ở đâu? Thằng chạch. Thằng chạch cos cao độ là mấy? 0,0. Đúng không? Rồi. Cos cao độ thằng chạch là 0,0. Mặt cắt AA chúng ta. Đầu tiên tôi phải vẽ cái nét nền. Đúng không? Thường á, kiến trúc sẽ vẽ cái nền bê tông là về trước là cho nó là chiều dày là 100. Dùng mình mờ lai. Được chưa? Áp xe bao nhiêu? 100. Đó, tôi vẽ từ đây qua đây. Đây là cái nét của cái gì đây? Cái nền. Như vậy thì trước trục A tôi có gì không? Có một đoạn là 195 gì? 50. Thì cái trục A đây nha. Trục A tôi copy ra 195 gì? 50. Nguyên cái đống này á là tôi chuyển nó đi. Ra ngoài một chút. Rồi. Đầu tiên tôi sẽ thấy được là chỗ này nó có cái cửa. Thường thông thường dưới cái cửa nó phải có cái gì? Cái dầm. À, dưới cửa nó có cái dầm. Tôi sẽ bấm cái lệnh là REC. Cái dầm thì kiến trúc người ta sẽ vẽ là 200 nhân 200 phải 300. Đó. Trước tiên thì tôi sẽ vẽ như vậy trước. Đây là cái cửa tôi vỗ 2950. Rồi đây là cái này là cái gì đây? Cái sàn tôi bắt vô đây. Đúng không? Rồi. Ngay chỗ cái trục này. Đến đây nè, có cái cột thì dưới nó cũng sẽ có gì? Có cái dầm. Đúng không? Bây giờ mình những cái đó thông tin đó mình sẽ không nắm được. Tại vì cái kết cấu nó chưa thiết kế thì mình có biết là nó là nhiêu không? Không. Đó, thì mình cứ cho dầm vô. Và ở cái đoạn cuối á, thì cái nhà này nó có lú ra biên không? Không, nên cái dầm này nó nằm đâu? Nằm đây. Rồi. Được chưa? Bạn thích thì bạn chim đó. Còn không thích thì mình cứ tô cái nét gì đó. Nét hết nha. Rồi. Đây mới là cái mặt bằng của gì thôi. Tầng này là tầng gì? Tầng chạch. Được chưa? Bây giờ chỗ tầng chạch này nè, trục C nó có cái cột. Mình thấy kích thước là 200-200 luôn. Đúng không? Trục B nó có gì nữa? Cái cột. Trục A có cột, chỗ này có cột không? Không. Không thì mình không gì? Không vẽ, nhưng mà không có cột, nhưng nó có cái gì đây? Có cái cửa, tức là nó có cái tường. Được chưa? Như vậy đầu tiên vẽ cột. Mình cũng là X M lai X C bao nhiêu? 200. Chỗ này mình đi lên cái gì? Cây cột. Tuy nhiên á, là mình coi nè. Đây là trục A nè. Cây cột nó bắt đầu ở giữa hay đâu? À, cột trục A nó bắt đầu biên. Đúng không? Nên cái dầm ở trục A nó cũng bắt đầu ở đâu? Ở biên. Được chưa? Như vậy thì á, để tiện vẽ thì các bạn có thể làm theo cách sau. Copy cái đống này. Định vị của nó ngay với cái mặt bằng của cái trục này. Đó, cần thiết nữa bạn vẽ đường x line. XL Enter ha. Để mình định vị cái gì? Cái trục. Và định vị cái gì? Cái cột. Đây nè, ví dụ đây nó có cái cột nè. Đó. Thì mình thấy là, à, nhưng mà cái này nó không đúng. Vì sao nó không đúng? Vì cái hướng nhìn của mình nó làm sao? Nó ngược. Đúng không? Nên á, mình muốn nó đúng thì mình phải xoay cái này nó làm sao?
xoay ngược lại để mình dễ nhìn. Giờ mình move toàn bộ cái hệ này qua đây. Đó. Định vị lại nè. Đây là cái chụp. Nha. Đây là cái chụp cuối của tôi, đó là chụp gì đó? Chụp C. Tôi sẽ move nó vào đây. Được chưa? Đó. Thì chỗ này á tôi cũng có cái cột. Khi vẽ thì mình chú ý á, là mình tạo các layer để dễ quản lý. Nét dầm riêng, nét gì? Nét cột là sao? Là riêng ha. Rồi. Ví dụ ở đây nó có cái cột là 200, 300. Nó lên đây đúng không? Đây nè. Cắt mà cắt qua đây tôi gặp đầu tiên là cái gì đây? Là cái cột. Mà tôi nhìn từ đây qua đây thì tôi thấy, có thấy được cái cột này không? Chỗ này tôi thấy cái tường này trước. Mà cái tường này là tường nhiêu? 100. Thì tôi sẽ dùng cái lệnh là gì? Align XC 1 gì? 100. Cứ tạm thời cho nó lên đây trước. Giờ vấn đề của chúng ta là cái tường này là có tô vật liệu cho nó hay không? Tại vì á, mà cắt mình đang cắt ngang cái tường đúng không? Mà cái tường là đặt hay tường rỗng? Tường là đặt nên mình phải có nét gì? Hắt cho nó. Hiểu tôi đó không? Cái nào mà mặt cắt bằng cắt qua thì bạn hắt nó. Đó. Ví dụ như ở đây người ta có thể hắt hoặc không hắt. Còn nếu bạn làm kỹ thì bạn hắt nó. Được chưa? Rồi. Nếu làm kỹ nha thì cái đường này chúng ta phải có một cái nét hắt cho nó. Tại vì mình đang cắt qua đâu? Cái tường mình dùng cái nét là cái gì? Scale lên 100 lần, 200 lần, nếu chúng ta nhìn không thấy, 500 lần luôn. Đó, cho nó dễ nhìn. Đó, để chứng tỏ là chỗ này nó có gì đây? Cái tường, cái nét này là nét gì? Nét của cột, mình nhìn từ đây qua nè. Đúng không? Đó, mình thấy thấy cái vách tường này luôn, tường của nhà vệ sinh. Rồi. Cái mà cắt BB này nó đang cắt qua cầu thang, chúng ta gặp cái chiếu nghỉ của nhà vệ sinh nên nói sao? À, đến đây thì chúng ta đi từ hướng này nhìn qua nè. Đó, là mình lại gặp thêm cái gì nữa? Một cái tường nữa. Cái tường này là tường nhà vậy? Nhà vệ sinh. Nó cách từ đây qua đây là bao nhiêu? 1200. Như vậy thì copy cái tường này, copy qua đây là mấy? Còn không muốn biết copy nhiêu mình bấm ít gì thôi, ít like nha, bấm ít l enter. Rồi đó, thấy không, cái biên của tường này trùng với đường này xong. Tuy nhiên cái tường này nó có cao lên đến đây không? Nó chỉ cao đến đâu thôi, nó chỉ cao đến cái gì, cái đáy của cái cầu thang này thôi, đúng chưa? Cái cầu thang này nè, mình nhìn lên một cái tầng nữa thì mình thấy rằng á là trên đây nó là mấy bậc? 1 2 3 4 5 6 7. Nó gì, cái tường đó nó nằm dưới cái mặt thứ mấy? Mặt thứ 7. Được chưa? Giờ hỏi ngược lại, cái nhà này có bao nhiêu bậc? 17 bậc. Đang tính này nha, đang tính đó. Mình vẽ phải tính. Nhà này có 17 bậc. Và nó có chiều cao là bao nhiêu? 3m4. 17 bậc thì nó bao nhiêu khoảng? Mười bảy bậc
là 17 khoản hay 16 khoản? Hả? Sai, 17 khoản. Coi nè, bậc 1 đó là bậc này, chứ không phải là bậc này. Nghe nha, bậc 1 nó là ở đây nè. Được chưa? Nên nó 17 bậc á, có nghĩa là 17 khoản. Hiểu được không? Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được chưa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ôi, sao nhiều như vậy? 17 mặt là 17 khoản. Đầu tiên mình tính, giờ nó dễ đúng sai là chuyện đó. Nhưng mà này là sai rồi. Từ từ, 1, 2, 3. Này 3 nè, 6 nè, 9 nè, 10 nè. Là thấy nó làm sao rồi? Là thấy có vẻ nó không đúng rồi nữa. Tại vì lên tới đây á, à đúng rồi, 9 nè. Từ từ. À lên vẽ chỗ này là nó bị sai đó. Nhớ nha, ví dụ trên mặt bằng chỗ đây là mấy bậc? 7 bậc, đúng không? Trên mặt bằng ở đây là 7 bậc, thì lên đến đây là nó cũng phải 7 bậc. Chứ tại sao mặt cắt lên đến đây là mấy bậc? À 7 là nó mới có vách tường này thôi, nó còn ăn gian thêm chút nữa. Nhưng mà nói vậy không đúng. Đây, đây là nhà vệ sinh. À, cái mép ngoài của nhà vệ sinh là 7, ở trong nó lên 2 nữa. À, nó vẽ đúng rồi. 7 là đến đây nè, đúng không? Hai cái anh này nó phải ngang nhau. Thôi bây giờ mình dựa trên mặt bằng mình vẽ thôi. À, tôi chỉ cần biết là cái ô này là bao nhiêu bậc? 17 bậc. 17 bậc là lên tới tầng phía trên. Nguyên tắc nha, nguyên tắc liếm bậc cầu thang á, là bậc này là bậc mấy? Bậc 1. Và cái bậc lên trên đây á là bậc 10, 17. À, chiều cao tầng là 3m4, bao nhiêu bậc? 17 bậc. Ủa bao nhiêu bậc? À lên đây là 21 bậc, đúng không? 21 bậc. 21 bậc thì tức là bao nhiêu khoảng? 21 khoảng. Tại sao nó lại làm 21 mà nó không làm 20? Tại sinh lão bệnh tử. Ha, làm nhà phố thường người ta sẽ làm là gì? Sinh lão bệnh tử. Thì khi mà 16 là tử, 20 là gì? Tử ha. Mà 21 là gì? Là sinh. Nhưng mà vấn đề là sinh lão bệnh tử chẳng qua là một cái người ta nói gì thôi. Chứ giờ tôi hỏi bạn là do tầng cái bậc 1 là cái nền này có điếm không? Không. Có tử thì có sinh, có sinh thì có tử, đúng không? Như vậy thì cái bậc 20 á lên cái tầng mới á, nó lại không điếm. Từ là lên 22, lên 21 mà nó lại điếm từ đâu? Từ 1. Là cố tình ta là sinh sinh mà không phải là sinh tử. Hiểu tôi nói không? Lên đây 21 không phải chạy lên 22 mà nó lại điếm ngược lại từ mấy? Từ 1. Nên sinh lão bệnh tử thì ơi, giờ mình là kết cấu mình đâu cần biết được. Cái cầu thang này mình chịu được không? Không. Mà ông kiến trúc ông cũng khó khổ lắm. Tại vì sao? Ông xây cái nhà mà sau khi cái người chủ vô ở, có người nào nó chết cái tự nhiên chữ cái thằng xây nhà vô duyên, tới tuổi thì chết thôi chứ chữ thằng xây nhà làm chi. Nó là xây không đúng gì, phong thủy thì phải chịu. Nên mình cũng phải sao? Xin lỗi mình tự rồi. Ờ rồi, cái này là nhiêu? 16 một mấy? 19. Mà cái bậc ở trên đầu của cái đó là bao nhiêu đây? Đâu rồi? Đi xa quá. Lên tới bậc số mấy? 1. Lên đến mấy? Lên đến 9 là gặp được cái đầu gì?
cái đầu của nhà vệ sinh nha. Vậy thì cái trên cùng của cái tường này á, cái tường này nó đang gặp cái nhà vệ sinh ở mặt số mấy? Mặt số 7. Đây là 9 nè, 8 nè, 7 nè, đúng không? 7 thì bạn lấy cái số này bạn nhân cho mấy? Nhân cho 7 là 11 mấy? 33. Bây giờ mình phải chỗ cái đường này mình phải offset lên CO. Nên đây là mấy? 11 3 gì? 33. Cái tường này nó chỉ cao đến đâu thôi? Đến đây thôi. Nó không cao được lên đến đây. Trên đầu này của nó là lúc này là cái gì rồi? Cái cầu thang, đúng chưa? Rồi. Cái cầu thang. Bây giờ muốn vẽ cầu thang á thì nó cũng bắt đầu x line nha. X L enter. Đây là bậc 1 nè, vị trí bậc 1. Đó. À, cái 1 nó là chạy từ đây chứ không phải 1 chạy đây nha, coi chừng bị sai á. Nhớ cầu thang nè, và bạn nhìn cho nó đúng. Tại sao nè? Ở đây là 9, 10, 11 đến 21. Ở đây là 1, 2, 3. Cái 1, 2, 3 này nó không phải là 1, 2, 3 ở tầng dưới nha. Mà 1, 2, 3 ở đâu? Cái 1, 2, 3 này nè, 1 đến 3 này là, bây giờ mình là cái tầng này nè. Nhìn cầu thang mình phải biết cách nhìn không thôi là mình vẽ bị sai. Đầu tiên á là nguyên tắc cắt mặt cắt là người ta cắt ở đâu? Ở 1m2 đến 1m rưỡi, đúng không? Ở đây. Như vậy thì ví dụ hồi bạn ra đó, bạn đứng đây nè. Bạn đứng ngay trên cái cầu thang đó, bạn nhìn xuống. Thì mà mình cắt đây có phải là mình chỉ thấy được cái đoạn 1 2 3 ở tầng này đi lên trên không? Nhưng mà mình đứng đây mình nhìn thấy toàn bộ cầu thang dưới. Trừ cái màn bị cắt. Nên chỗ này á là ở đây số này số mấy? Số 9. Số 9 này là của gì? Của thằng dưới này đi lên nè. Được chưa? Còn cái 1 2 3 này á là của cái tầng từ tầng 1 lên tầng mấy? Lên tầng 2. Hiểu tôi nói không? Đây là 1 2 1 đến 3 này á là từ tầng 1 lên tầng mấy? Tầng 2. Còn cái 9 này á là từ tầng mấy? Từ tầng trệt lên tầng gì? Tầng 1. 21 này cũng là lên tầng mấy? Tầng 1. Nên đọc cầu thang phải đọc mấy tầng? 2 tầng. Nhìn như vậy cái mặt đầu tiên của cầu thang là nó nằm đâu? Nằm đây. Cái mặt này cao lên nhiêu? 161 chấm mấy? Chấm 9. Được chưa? 161.9. Rồi, cầu thang rộng ra nhiêu? Không biết rộng nhiêu nữa. Rồi, copy cái x-line này qua đây. Cầu thang rộng 200. Cái này á, mình nên vẽ bằng đường B-line để nó thành một đoạn. Đó, để nó lành một cái đường liên tục nó sẽ dễ nha. Như vậy thì mình chỉ cần làm gì thôi, copy bậc 1, bậc 2, bậc mấy? 3, 4, 5, 6. Lên đây là bậc mấy? Bậc 7, bậc 8, bậc gì? 9. Đây nè, bậc 9 là nó ngưng từ đây đúng không? Đó, nên xuống đến đây là mình vừa gì? Vừa chạm bậc này. Đây là chiều cao bậc 9. Nhưng lúc này á, nút lên tới bậc 9 này á là nó bị gì đây rồi? Nó lại bị xiên nữa. Nên chỗ này nó mới có cái vụ này nè. Đây là bậc thứ 9 nè, đúng không? Đó, nó lại lên một miếng nữa. Đúng chưa? Nó lại lên một miếng nữa. Rồi cái hướng này nó chỉ là nét gạch này thôi. Và mỗi gạch này nó cách nhau là nhiêu? 161 chấm mấy? Chấm 9.
Hiểu tôi nói không? Đó, như vậy thì ở đây nó có mấy gạch. Như vậy thì á, mình nhìn đến đây nó chính là mình thấy nè. Đây là 10 nè, là cái nét mà bị thụt vô nãy. 11 là bắt đầu thấy ngang rồi. Là một nét gạch nè, hai nét gạch, ba nét gạch, bốn nét gạch. Đúng không? Điểm gì thôi chứ qua đây không biết dạng mấy nét nữa. Đúng rồi, 4. 1 2 3 4. Được chưa? Rồi nó lại đi lên. Đó. Cầu thang nha. Khó đó. Rồi. Sau khi vẽ cầu thang thì đây là mình mới vẽ gì thôi. Vẽ cái bậc. Dưới cầu thang nó phải có cái lớp gì đó. Cái lớp kết cấu cầu thang thì bạn có thể cho nó dày 150, offset nó ra 150. Hoặc là cho nó dày 100 thôi, cũng như vậy thôi. Được chưa? À, cái anh này nó đi xuống tuốt dưới đây nè. Rồi, thông thường dưới cái cầu thang lúc nào nó cũng có cái dầm. Dưới cầu thang lúc nào nó cũng có một cái dầm hết. Để nó đỡ gì? Nó đỡ cầu thang. Rồi. Đó. Xóa cái đường, mấy cái đường line này đi. Được chưa? Đó. Chỗ này nhà vệ sinh nè. Chỗ này nó sẽ có cái sàn. Đó, nó đi vô đây. Được chưa? Mình mới đi đến đâu thôi. Mình mới đi qua cái vệ sinh này thôi. Đến đây mình lại gặp gì nữa? Gặp cây cột. Có cái tường không? Không. Đến đây mình gặp gì nữa? Gặp một cái chỗ này là nó chỉ gặp một cái nét thôi. Ví dụ như cái tường bị gấp khúc, mình nhìn thấy tự nhiên nó có thêm một nét gạch. Đúng không? Rồi, tới đây tôi sẽ gặp thêm một cây cột. Đây, cây cột. Chỗ này nó có cái tường bị gãy khúc nè, thấy không? Thì cái tường này á, nó sẽ gồm hai nét. Một nét là một nét thấy, một nét là nét gì? Nét khuất. Nét thấy là cái nét bên đây nè. Còn nét này là nét gì? Nét khuất. Tại sao nó phải là nét khuất? Tại mình đâu thấy được cái nét này đâu. Nét bên trong tường này nè. Chỗ này nó bị giặt vô rồi, thấy không? Cái nét này là nét khuất. Mình chỉ thấy được cái nét này thôi. Tiếp tục mình đi qua đây. Thấy chưa? Rồi mình nhìn thấy cửa. Rồi ra đây là nó là đến đây là mình sẽ thấy được cái cửa. Cái cửa thì người ta vẽ cũng đơn giản thôi. Đầu tiên nè, cửa mặc định trong đầu của bạn nghĩ là chiều cao nó là nhiêu? 2m2. Nhớ nha, mấy cái cửa này nè gần như là nó chiều cao là nhiêu? 2m2. Thì chúng ta sẽ từ đây lên là mấy? CO Inter lên là 2200. Rồi, nó sẽ có cái cửa. Thường đó là người ta vẽ cửa, ta chỉ cần vẽ như vậy thôi. Nó là 3 nét. Hiểu tôi nói không? Trên cái cửa, không lúc nào trên cái cửa nó đều phải có cái dầm. Người ta gọi cái đó là cái gì? Hả? Lanh tô. Ví dụ cái tường này nè, bạn nhìn như vậy đó, thực ra trong đây 4 mét nó phải có cây cột. 4 mét phải có cây cột. Không bao giờ người ta xây cái tường 4 dài 8-9 mét mà không có cái bổ trụ hết. Hiểu không? Nhưng mà cái chiều dài của cái cột nó bằng cái chiều dài của tường. Nên tô xong có thấy cái cột đó không? Không. Trên cửa này nó có cái gì? Cái lanh tô.
Còn trong tường nó có gì? Bổ trụ. Được chưa? Đó. Như vậy trên đây nó sẽ có gì đây? A cộng 200 phẩy 200. Nó sẽ có một cái lanh tô. Chỗ này thường ta sẽ hách nó. Nắm được không? Toàn bộ này người ta phải làm cái gì? Hách nó. Cái nét nào nét kết cấu người ta đều hách nó lại màu đen. Được chưa? Đây là mình mới xong được gì thôi. Một tầng. Thì kết quả sau khi vẽ xong nó là gì? Đây. Bạn thích thì bạn vẽ hai đường. Bạn không thích thì bạn vẽ một gì? Một đường. Được chưa? Lúc nào ở trên cái cửa nó đều có cái gì? Cái cục màu đen này tại sao bị hách? Nó là cái gì đây? Cái lanh tô. Nắm được không? Đó. Cái này là cái dầm của cái sàn ở tầng trên. Sàn tầng trên tương tự như vậy. Đó. Thì ở đây nó có cái dầm chiếu nghỉ cầu thang nha. Dầm này nè, dầm chiếu nghỉ cầu thang. Thì thôi thì các bạn đọc hiểu sao mình vẽ vậy. Không nhất thiết phải vẽ đúng như tôi vẽ. Được chưa? Những cái sàn ở ngoài ban công á, ví dụ như tầng mái á, bạn sẽ thấy nó vẽ gì. Tại sao nó làm gì? Nó làm dầm lật ngược. Được chưa? Tại vì chỗ này nó có nước, nước mái nè. Đúng không? Nếu mà nó làm cái sàn bình thường á, thì chỗ này nó bị hạ không gian xuống. Nó làm dầm lật ngược lên để nó vừa hứng nước mà nó vừa làm sao? Nó vừa hoàn thiện. Thì đây là cách người ta vẽ cái dầm sàn lật ngược. Thì bạn vẽ kiểu như vậy, dầm lật ngược cho tầng mái cũng được, mà kiểu mà tầng mái là như vậy cũng được. Có nghĩa là đến tầng mái bạn cóp hẳn này lên cũng được. Còn bạn thích thì bạn vẽ cái dầm gì? Lật ngược như cái kiến trúc mà mình vẽ bài 1 á. Để tôi nói không? Đó. Thì đó là nhiệm vụ của cái bài tập nhóm này.